Mặc dù chưa hết thời gian áp dụng các biện pháp không cho khách ngồi ăn uống tại chỗ đối với cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, tuy nhiên, trong sáng hôm nay 11 tháng 8, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đông Hà đã vội vàng hoạt động và cho khách ngồi ăn uống tại chỗ. Theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, thì 12 giờ trưa ngày 11 tháng 8 năm 2021, các quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát trừ các cơ sở dọc tuyến quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh mới được hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo điều kiện bàn cách bàn tối thiểu 1 mét, không quá 20 người trong một phòng, một địa điểm tại một thời điểm. Văn bản cũng chỉ đạo cơ sở nào vi phạm sẽ lập tức bị đóng cửa và xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, qua ghi nhận của chúng tôi sáng hôm nay, nhiều cơ sở dịch vụ, quán ăn uống đã từ để cho khách ngồi ăn uống tại quán. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, từ ngày 30 tháng 7 đến sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các phường đã lập biên bản vi phạm 13 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, có 4 trường hợp không tuân thủ nguyên tắc cách ly y tế tại nhà, 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 3 trường hợp không thực hiện theo quy định chống dịch trong kinh doanh, buôn bán.